Bao năm qua nước hai mùa đục trong khơi nguồn. Chị rửa con cây đi, mẹ vô, mẹ vô. Bà con nào có thích thì lựa. Còn cái cây đó, cái cây mà như cây tàn, cây thông đó. Chị ơi, cái cây tàn kìa. Nhiều. Cây tàn, cây thông của chị nhiều kìa. Cặp thông đó đó. À, 2 triệu hả? 3 triệu hả? Triệu rưỡi cây hả? Vậy bằng mấy cây này rồi. À, mấy cái này trái chín rồi đó, trái nó không chín. À, cặp bự trong đó là 4 triệu. À, dạ hả? Đẹp ha. Giống cây thông. Chưa mua rồi chắc chú ngày mai mới mua. Dạ. Ngày mai có mua chú ra. Mua ẩm hậu cho chú. À. Ừ. Về chú cháu mình tính phải lên quán cha nha. Mua có bớt chút đỉnh chứ đâu có nói như bao nhiêu được, phải không? Dạ. Cái vụ bán không được chú vui. À. Dạ. Bán không được là chú quay phim nên về nhà để dành coi. Dạ. Dạ, chú đang quay phim đó nè. Dạ. Này, cái này là mua không tốt một bạc nào hết. À, mua hình ảnh. À. Lên quay hai cái con đây, con lòng con này. Ôi, đẹp quá. Này con gì hả con? Dạ, rồng. Rồng hả? Dạ. Ồ, rồng mẹ, rồng con hả? Dạ. Rồng cha, rồng mẹ, rồi hai rồng con phải không? Dạ. Ồ, đẹp quá. Bên này của con hả? Bình hồ lô phải không? Bình hồ lô phải gì? Lục bình hả? Đẹp quá. Cái này con làm hả? Dưỡng làm hả? Dạ, dưỡng. Một cặp đó bao nhiêu vậy? Dạ, cặp này 3 triệu. Một cặp đó 3 triệu? Dạ. Con đằng kia nó làm như cây thông vậy cũng 3 triệu. Con uống vậy cực khổ chết cũng 3 triệu hả? Dạ. Ồ, vậy mua cái này chơi đẹp hơn. Cầm cặp đi anh ơi. À, chưa mua đâu, nó mua ngày mai. Ngày mai hoặc ngày mốt. Đi uống cà phê rồi buồn buồn rồi thả thấy đẹp cứ quay phim chơi. Mua lại kêu trả nha. Ờ, à, như nào có mua kêu. Đẹp quá chị, mua đi chị. Con rồng mẹ đẻ rồng con nè. Về cái nó đẻ tiền để cho mình xài. Dạ. Dạ, chị mua đi, nó đẻ tiền cho chị xài đó. Đẻ tiền đô la không đó. Mấy cây nhỏ nhỏ này nhiêu cây vậy con? Nè cái này nè. Cây này 170 hả? Dạ. Ờ. Cái này mua lấy trái ăn được. Dạ. Trước khi mình chưng á là sau khi đó mình ăn. Dạ. Đi dài đằng kia coi. Trái quá chừng các bạn ơi. Đây, ba con tức. Hôm nay năm tức các bạn ơi. Trái quá đều luôn. Sao buông ra sao phải dính đó hả? Sao? Dính sợ nó ngã. Nó nghiêng, nó nặng ngọn quá, nó bật gốc. Nó ngã, nó bật gốc, nó nhổ lên nè, nhổ gốc lên nè. Cái xe của nó lên, nó không có đứng á. Chậu nó nghiêng gì đó, thấy không? Đúng rồi. Chứ không phải là mình để đứng ở đây, mình đâu có dính chứ.
quá trời tải chớ dưới luôn nè, chú bụi còn 15 ngàn nè. Ôi trời ơi, có sao đâu, con lấy đi. Vậy là con trả nhiêu? Con trả 250 à. 250, vậy là con chịu bán phải không? Con nhiêu xài cũng hết. Không mấy tiền của bác chị. Ôi có gì đâu, trời có 15 ngàn bạc nè. Chú bù cho, sao đâu. Muốn cho người mua được mai, người bán được mai, người được chở mai bỏ ra có 15 bạc. Thấy không? Vui vui mà, vui có 15 bạc, vui quá trời vui luôn. Rồi cảm ơn cô anh. Rồi không có chi con. Rồi chúc con Tết vui vẻ ha. Kệ gốc cứ tớn nhào nhào đâu đó rồi mày sư phụ. Có chừng nha con, vịnh như chắc nha. Để tớ thường mình á. Bởi nông dân mình á kiếm đồng bạc rất là khó. Thấy con? Cho nên mua giá cả này kia rồi trả tới trả lui rồi thấy tội nghiệp lắm. Con má bên đây hả? Đẹp quá, cái cây của con to quá, phải được một cây nữa được gặp ha. Ha. Có một cây nữa hơi lẻ loi ha. Cây nãy trái rất là đều, trái đẹp đều. Cây này cũng đẹp. Quê hương tôi giữa đôi dòng Cửu Long, đôi bàn tay như ôm ấp đất quê hương, Hậu Giang xuôi dòng nước. Dòng Tiền Giang nước chảy chia hai, bao năm qua nước hai mùa đục trong, khơi nguồn phù sa dung đắp đất quê hương. Cù Lao xanh thành phố thanh bình, rồi dòng cổ chiên sóng vỗ trường.